Thưa quý vị và bà con, ếch là một trong những đối tượng vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, lựa chọn cách nuôi như thế nào là điều đang được nhiều người quan tâm. Tại quận Dương Kinh, một trang trại đã thành công với mô hình nuôi ếch bằng lồng lưới. Chương trình Nhà nông làm giàu hôm nay sau phóng sự về mô hình nuôi ếch thịt bằng lồng lưới sẽ là một số kinh nghiệm trong triển khai mô hình. Qua thực tế hoạt động của nhiều trang trại, bên cạnh những yếu tố về điều kiện hoạt động sản xuất, thì việc lựa chọn đối tượng vật nuôi cây trồng sao cho phù hợp và hiệu quả là vấn đề luôn được quan tâm của các mô hình kinh tế trang trại gia trại. Làm sao để lựa chọn đúng đối tượng vật nuôi đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, đồng thời dễ nuôi, dễ tổ chức sản xuất là câu hỏi được đặt ra đối với các trang trại hiện nay. Cũng như nhiều trang trại khác trên địa bàn quận Dương Kinh, trang trại của ông Chu Trọng Tại đã phải trải qua thời gian khởi điểm đầy khó khăn và thử thách. Là chiến sĩ Điện Biên năm xưa, tinh thần người lính hun đúc trong ông một bản lĩnh vững vàng trong gian khó. Xây dựng trang trại từ năm 2001 trong tình trạng thiếu thốn cả về đồng vốn và kinh nghiệm tổ chức sản xuất. Tuy nhiên, bên cạnh ông luôn có sự đồng hành chia sẻ từ những người bạn cựu chiến binh và hội nông dân các cấp. Ban đầu, gia đình ông chăn nuôi gà gia công cho công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam. Lấy ngắn nuôi dài, sau khi có thu nhập từ gà trắng nuôi gia công, ông quy hoạch lại vườn ao để thả cá, nuôi lợn và chim bồ câu, dần chuyển sang mô hình đa cây, đa con. Thu nhập từ 3 sào vườn tương đối tốt, hơn 5.000 m2 ao cũng được tận dụng thả các loại cá chấm, mè, trôi, chép, rô phi cho thu hoạch hơn 7 tấn cá mỗi năm. Bên cạnh hiệu quả từ vườn ao, ông vẫn dành một phần diện tích gần 6.000 m2 xây dựng chuồng trại. Để tích lũy kinh nghiệm, ông đã chia trang trại ra thành nhiều khu vực nuôi phù hợp với từng đối tượng vật nuôi khác nhau. Ông mạnh dạn thí điểm nuôi ếch từ năm 2010, nhưng do chưa có kinh nghiệm nên việc tổ chức sản xuất thời điểm đó không thành công. Không quản ngại khó khăn, ông tiếp tục nghiên cứu để quay lại nuôi ếch lần thứ hai. Thành công đã đến với người mạnh dạn và kiên trì như ông. Qua nhiều năm tôi đã chăn nuôi vào rất nhiều loại giống cây con. Thì tôi thấy là cái hiệu quả nhất là cái mô hình nuôi ếch. Là vì nó thiếu nuôi cá là bây giờ cũng phải hàng năm mới được thu nhập. Thế mà coi là cái vốn lại nhiều mà cái thức ăn nó cũng ăn tăng. Nhưng mà riêng cái anh ếch này thì là coi là nó có mấy cái lợi như thế này. Một con giống là mình mua là coi cái giá nó cũng tiền nó cũng ít. Đấy, cái thứ hai nữa là coi thế là mình nuôi cái này nó dễ nuôi. Thời gian của nó ngắn. Như là chịu con cá của nó phải là năm như anh ếch này. Là thời gian nó dài nhất từ 4 tháng trở lại. Từ 3 tháng đến 3 tháng rưỡi, 4 tháng là đã có thể xuất được rồi. Sau thành công của năm 2016, ông nhận thấy ếch là loài dễ nuôi, ít dịch bệnh và không tốn kém. Nên năm nay, ông quyết định đầu tư mở rộng nuôi khoảng 7.000 con. Có nhiều hình thức nuôi ếch đã được thực hiện thành công ở nhiều địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế như nuôi ếch trong bể xi măng, nuôi trong bể lót bạt. Tuy nhiên, ông Tại lại nuôi ếch trong lồng lưới. 6.000 con ếch nuôi trong 4 lồng lưới để tránh chim bói cá tấn công ếch. Mỗi lồng chỉ rộng 21 m² là đủ sức chứa 1.500 con ếch. Ếch là loài ăn ít và cũng rất dễ đề phòng dịch bệnh. Thức ăn cho ếch mỗi lồng chỉ gần 2 kg, chia cho 2 bữa mỗi ngày. Mỗi lứa ếch nuôi chỉ trong vòng từ 3 đến 4 tháng là có thể đạt trọng lượng từ 3,5 đến 4 lạng một con. Hiện thị trường thu mua ếch với giá khá cao, khoảng từ 55 đến 60.000 đồng một kg. Tuy nhiên, mỗi đối tượng vật nuôi lại có mỗi đặc điểm khác nhau. Đối với con ếch thì chỉ có thể nuôi được từ tháng 3 đến hết tháng 11 hàng năm. Thời điểm còn lại vào mùa đông và xuân, thời tiết miền Bắc không phù hợp với việc nuôi ếch. Vì thế, ông Tại đã nuôi gối liên tục các ao nuôi, mỗi ao nuôi thường cách nhau từ 10 ngày trở lên để dễ cho việc phân loại ếch, vừa thuận lợi cho việc nuôi gối các đợt khác nhau. Cứ bình quân của nó tôi cho thất thoát đi là 3-4% đi. Thế còn lại thì là coi cái lợi nhuận của cái thu nhập của nó cứ trọng lượng là tính là từ 3 lạng rưỡi đến 4 lạng. Cứ bình quân tính 3 lạng rưỡi thôi. Thì 1.000 ếch này là tôi trừ chi phí tôi vẫn cứ có 3 tạ rưỡi. Mình thích nhất là thời gian nó ngắn. Mình tiêu thụ nó gọi là hết. Nhưng mà nó có dở cái miền Bắc mình là chỉ nuôi được có một vụ thôi. Tức là coi là mùa xuân hè thôi, thế còn đã sang đến mùa đông là không nuôi được rồi. Mùa đông thì tôi đang nghiên cứu, tức là sau này mình phải làm cái nhà. Tức là mình cũng làm đào lên xong rồi xây rồi, mình làm nhà nó thì là nuôi ếch mùa đông. Mùa đông của nó đặc biệt là cái giá cao, có thể gấp 2 rưỡi lần.
Hiện ếch là đối tượng vật nuôi được xem là mang lại hiệu quả cao nhất trong số những vật nuôi trong trang trại của ông Tại, góp phần phát triển kinh tế gia đình và là nét mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp phường Hoàng Nghĩa, quận Dương Kinh. Những nỗ lực vượt khó của ông Tại và gia đình mang lại kết quả tốt đẹp, mở ra hướng đi mới cho kinh tế nông nghiệp địa phương. Đối với này, phường Hoàng Nghĩa là một đơn vị hành chính phường, thế nhưng mà diện tích sản xuất nông nghiệp vẫn là lớn. Thế trên địa bàn phường thì có rất nhiều trang trại, gia trại, nhưng trong đó có gia đình ông Chu Trọng Tại là một mô hình điểm phải phát triển kinh tế gia trại, trang trại. Thì đây là một mô hình hoạt động có hiệu quả. Và trong những năm qua thì mô hình trang trại đã được hội nông dân thành phố và hội nông dân quận tặng hộ sản xuất kinh doanh trong nhiều năm qua. Mô hình vườn ao chuồng rộng 12.000 m2 của ông hiện có rất nhiều đối tượng vật nuôi cây trồng như gà trắng CP, gà đông tảo, cá, lợn, bồ câu, cá sấu, ếch, ba ba. Mỗi lần bổ sung thêm vật nuôi, ông luôn cẩn thận tìm cho mình hướng đi mới, an toàn và hiệu quả. Việc đưa ếch vào nuôi bằng lồng lưới đã giúp ông giảm chi phí chuồng trại và thuận tiện trong sản xuất. Quý vị và bà con thân mến, qua thực tế của các trang trại nuôi ếch tại nhiều địa phương đã thành công. Ếch là loài động vật lưỡng cư dễ nuôi, không tốn thức ăn và ít dịch bệnh, có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau đây mời quý vị và bà con cùng tham khảo kinh nghiệm tổ chức mô hình nuôi ếch bằng lồng lưới của trang trại ông Chu Trọng Tại ở phường Hoàng Nghĩa, quận Dương Kinh. Mình cứ vứt cho nó mấy cái vào tây vào, cái xốp đó, xốp nuôi đấy. Con nào thích lên lên, con nào nó xuống dưới nó xuống. Cái vèo tây một là để cho nó nhảy lên nữa, cái thứ hai rồi có con nó to nó cũng ăn hết, nó bèo nó cũng ăn hết. Ngày cái họ thường trước họ mà cho ăn 3 bữa, tôi chỉ ngày tôi cho ăn 2 bữa. Cái thời kỳ nó còn bé thì một là khi mà nó còn bé mà ấy thì mình có cái trứng gà đấy, cái loại trứng gà mình lấy lòng đỏ nó mình sao đây, lấy sao đây xong rồi cho nó khô lên, xong mình tán bóp nhỏ ra, thế xong mình rắc nó nổi nó ăn. Thì khi còn nhỏ thì mình cũng không cần cho ăn nhiều, nó chỉ độ tuần lễ 10 ngày là cùng. Thế là sau rồi tiếp tục là mình cho ăn cái cám nhỏ. Nếu nó có loại cám nhỏ xong rồi ăn những loại cám to hơn, tức là cái loại cám người ta gọi là cái loại cám là coi là cái giống cá nó ăn từ 10 gram cho đến 20 gram. Thế rồi nó loại to hơn nữa như cái loại ếch này bây giờ, tức là cho có loại cám to nhất này. Thì là cho nó ăn được rồi. Chứ còn nuôi bằng lồng cái này thì nó dễ, chứ một cái lồng này là một chiều ngang là 3 mét, chiều dài 7 mét, 3,21 mét vuông, chiều cao 2 mét, tôi đã có thể nuôi được 1.500 ếch. Các cái lồng ếch nếu mà coi mình để sát quá vào bờ thì nó hay bị chuột, để chuột tức là nó cắn nó khoét lồng thì là coi là ếch là ra đi hết. Đấy, thì cái này mình đề phòng cái đó thôi, tức là mình phải thường xuyên kiểm tra. Một là mình cho xa cái bờ ra một tí đấy, đừng để sát bờ, nếu cho xa bờ thế kia đấy, thì là anh chuột nó không làm gì được cả. Thì cái thứ hai nữa là khi mà nó mới nuôi thì ở trên cái nóc cái lồng này tức là mình phải làm nóc kín, chứ không là anh cò, thế rồi cái anh bói cá là đến nó bắt con ếch con là nó bắt nhanh lắm. Sức khỏe của con ếch này thì là coi là nó cũng đơn giản ra thôi, tức là hàng ngày mình cho ăn, nếu khi nào mà dở dở, đặc biệt phải chú ý là nếu dở dở gọi là dở dở tức là đang nắng sắp sửa, hiện tượng là sắp sửa mưa thì cái này ăn ít, thì mình không nên cho ăn nhiều quá, nếu cho ăn nhiều quá là đâm bị bệnh. Cái thứ hai là bệnh nấm mình phát hiện được. Khi bệnh nấm tức là con ếch này là nó bị lỗ chỗ các chấm đỏ ở mình nó, ở chân tay nó. Đấy, ở đấy nó là nó bị cái chấm lỗ chỗ ở các cái chân tay này. Thế mình biết cái này tức là bệnh nấm. Thì bệnh nấm cái này trừ nó cũng rất là đơn giản. Trước mình không biết. Cái này chỉ có thuốc tím pha loãng. Mình cũng phun cho nó coi là 3 ngày liền. Thế là coi là cứ vào tầm buổi sáng là mình phun cho nó. Thế xong chỉ 3 lần thế là coi đây là nó điên, thì coi như là nếu mình phòng cho nó thì cũng cứ tháng mình phun cho lần tháng một. Thế rồi lồng nuôi của nó thì cứ sau khi mà mình bán ếch xong thì mình khi đó là mình giặt sạch sẽ lên, giặt sạch cho nên mình lại phơi khô, mình lại treo lên sang năm mình lại làm tiếp. Đấy, thì nói chung là cái này thì là một cái lồng này đây là tôi mua là hết là 650, thế nhưng mà mình phải dùng đến coi mấy lưỡi, 4-5 lưỡi thì mới hỏng được, chứ không hỏng được. Quý vị và bà con thân mến, chuyên đề Nhà nông làm giàu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi.